Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một số bài tập liên quan tới hàm số ngược ha. Mình xét một số cái hàm số bên dưới ha. Thì ở đây mình xét những cái hàm số xác định trên tập xác định của nó và đi vào R. Thì mình sẽ chứng minh cái hàm số này là hàm số là song ánh. Tuy nhiên trong thời điểm này thì các cái công cụ mà để chứng minh được cái hàm song ánh thì nó rất là ít. Thì các bài này mình có thể chứng minh nó bằng là một song ánh nhờ vào công cụ đạo hàm ha, thì rất là dễ dàng. Do đó mình sẽ bỏ qua cái phần chứng minh nó là song ánh ha. Riêng cái bài số 5 này mình có thể kiểm tra nó là song ánh. Bài câu B này chứ ha, chứng kiểm tra nó là một song ánh sử dụng các công cụ đơn giản thôi. Nhưng mà ở đây mình cũng sẽ bỏ qua cái điều đó ha. Thì mình xét cái hàm các hàm số này xác định trên tập xác định và đi vào tập xác định của nó và đi vào R ha. Thì ở đây mình muốn tìm f giá trị của hàm ánh sáng ngược, hàm số ngược tại hàm cái giá trị tại một cái điểm ha. Thì lúc đó mình có thể xác định nhờ vào cái thông tin sau ha. Mình lưu ý điều sau. Thì f của trừ 1 tại x0 bằng x0. Thì để xác định cái mối liên hệ giữa x0 và y0 thì mình có thể biến đổi ha. Cái này có thể chính là cái thông tin sau. Như là giá trị của hàm số tại x0 bằng y0. Sự tồn tại x0 sao cho f(x0) bằng y0 là duy nhất ha, do f là một cái song ánh. Thì để tìm ra con x0 thì mình có thể nhẩm giải, tức là giải phương trình này, nhẩm nghiệm ha. Trong trường hợp các cái trường hợp này thì nếu những x0 của mình là nó xấu thì cái việc giải tìm cái x0 và cái nghiệm phương trình cái phương trình này nó nói chung thì cái việc giải phương trình f(x0) bằng y0 là cái điều khá là phức tạp. Thì ở đây mình mà những cái bài này mình đang xét những trường hợp mà cái x0 nó là những con số đơn giản chẳng hạn như số nguyên và mình có thể dễ nhẩm được ha. Có thể dễ nhẩm giải phương trình này khi có y0 sẵn ha. Thì ở đây mình tìm giá trị của hàm số ngược của f tại 2 thì tức là mình đã có y0 bằng 2 rồi ha. Như vậy để giải phương trình để tìm x0 mình cần giải phương trình f(x0) bằng bằng 2. Thì ở đây mình dễ dàng thấy nhận ra là có một cái x0 nó như thế, tức là mình cần giải phương trình 2 lần x0 cộng log log Nyberg của x0 bằng 2. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhẩm ra là 2 nhân 1 cộng log Nyberg của 1 bằng 2 nè. Thì tức là 1 là một nghiệm của phương trình. Thì chúng ta có thể tìm ra f mũ trừ 1 của 2 dựa vào cái nhận xét giá trị của hàm số tại 1 bằng 2 ha. Cụ thể là giải đơn giản như vậy thôi. Câu A ha. Bài 1.0.1. Thì chúng ta có thể nhận xét ha, giá trị của hàm số tại 1 bằng 2. Nên giá trị của hàm f ánh sáng ngược của hàm f tại 2 thì bằng 1. Chỉ đơn giản như vậy. Rồi mình sẽ làm thử cái ký sau của cái câu ở B luôn. Chỉ là một phần của câu B ha. Nhớ là ở đây mình không có kiểm tra cái tính chất đơn ánh ha, à, tính chất song ánh. Bởi vì cái tính chất song ánh này mình có thể phải sử dụng thêm cái công cụ phức tạp. Chứ không đơn thuần là mình sẽ giải phương trình giống như những cái bài đơn giản trước đây. Tức là giải phương trình f(x) bằng y chỉ ra phương trình nó có duy nhất nghiệm để tìm hàm số ngược chẳng hạn. Ở đây không làm như vậy ha. Đây phải sử dụng các công cụ chẳng hạn như công cụ đạo hàm để xử lý. Thì f tại f mũ trừ 1 tại 2 ha. Thì dễ dàng có được nó là bằng 2 ha. Thì mình sẽ lưu ý cái điều sau. Giá trị của hàm số tại f trừ 1 của y. Thì thật ra đây là hàm giá trị của hàm hợp f tròn f mũ trừ 1 ha thì bằng y. Chứ mẫu y thuộc vào cái miền giá trị của hàm f. Và tương tự f mũ trừ 1 tác động vào f x thì sẽ bằng x. Với mẫu x thuộc vào tập xác định của hàm f. Sử dụng tính chất này chúng ta có thể có ngay được kết quả ha. Trong cái nội dung trong cái
Phần này mình sẽ là sửa một cái bài liên quan tới cái việc chứng minh liên quan tới cái bài toán hàm phân nhánh là một cái hàm là một song ánh và tìm một số ngược ha. Thì mình chú ý đến cái cách xử lý. Mình phải chú ý đến cái miền giá trị của cái hàm số ha. Cái đặc điểm của cái hàm số này để mình có thể chia ra cái trường hợp khi mình giải phương trình f(x) bằng y. Mình phải chia trường hợp theo y ha. Rồi, bắt đầu. Giải bài 1.0.2 ha. 1.02. Thì cũng như trước đây thì mình để chứng minh một cái hàm là một song ánh thì mình chứng minh cái phương trình f(x) bằng y có gì nhất nghiệm ha, với một số thuật y bất kỳ ha. Thì thật ra f cũng đi từ r và r à, với mỗi y thuộc r xét cái phương trình f(x) bằng y. Thì cái điều khó khăn ở phương trình này là cái hàm f của mình là cái hàm phân nhánh ha. Thì chúng ta sẽ lưu ý điều sau. Ta có f(x) sẽ bằng x mũ 3. Nếu x âm và lúc đó x mũ 3 sẽ âm luôn. Nếu x âm. Vậy chúng ta sẽ nhận thấy giá trị của hàm số, những giá trị của hàm số sẽ âm khi x âm, và giá trị của hàm số sẽ bằng giá trị hàm số tại x bằng e mũ x trừ 1, tất nhiên nó sẽ lớn bằng 0 nếu x lớn bằng 0. Như vậy mình có thể xử lý cái phương trình này, loại bỏ cái hàm phân nhánh nhờ vào cái việc xét y lớn hơn không, lớn bằng không hoặc là y nhỏ hơn không ha. Thì ta xét trường hợp 1, y nhỏ hơn không, thì chúng ta thấy được cái phương trình sau nó như sau. Là trường hợp thứ nhất, khi âm thì lúc đó một cái nghiệm của phương trình này thì nó phải nhận giá trị âm. À, không phải nghiệm của phương trình này nữa, thì giá trị của hàm số tại x nó âm, tức là f(x) âm, tức x âm thì chúng ta sẽ thấy được là x nó âm ha. Thì chúng ta có thể thấy nhận ra là có thể phát biểu một cách mạnh mẽ hơn nè, f(x) âm là khi và chỉ khi x âm. Và tương tự tất nhiên là mình có thể là không cần phát biểu cũng đủ rồi, như đó dùng đảo đề mình sẽ có được điều này, f(x) lớn bằng không chứ mỗi x lớn bằng không được ha. Như vậy là khi f(x) âm thì tương đương với x âm, khi âm thì lúc đó f(x) của mình bằng x mũ 3 ha. Rồi, nhớ là cái này cũng phải có lập luận rất là phiền phức mình mới có được ha. Nhớ ở đây ha, f(x) bằng y mà y nhỏ bằng nhỏ không thì sẽ tương đương x nhỏ không, x nhỏ không lúc đó f(x) bằng x mũ 3. Thì cái này mình sẽ có thể tìm ra được y bằng nhầm x bằng căn bậc 3 của y. Như vậy với y âm thì cái phương trình sau là có duy nhất nghiệm ha. Trường hợp 2, y lớn bằng 0. Y lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái nghiệm của phương trình sau thì lúc đó nó sẽ giá trị của hàm số tại giá trị hàm f tại cái điểm đó, tại cái nghiệm của phương trình đó sẽ là những giá trị lớn bằng 0. Thì điều đó sẽ tương đương với x lớn bằng 0. X lớn bằng 0 thì lúc đó f(x) của mình nó sẽ bằng e mũ x trừ 1 ha. Thì đó sao tương đương e mũ x trừ 1 bằng y. Thì chúng ta dễ dàng tìm ra được x bằng log neighbor của y cùng 1. Từ hai cái trường hợp trên chúng ta sẽ nhận thấy cái phương trình sau luôn có duy nhất nghiệm với mọi y thuộc tập số thật. Thì đó có nghĩa là f là một song ánh. Từ hai trường hợp trên.
Đó. Phương trình sao ha, sao là phương trình sao có duy nhất nghiệm. Với mọi y. Điều đó bao hàm với cái việc ta suy ra F là sóng ánh. Và mình sẽ có được F mũ trừ 1 làm cái hàm đi từ R và R được xác định bởi F mũ trừ 1 tại Y. Căn bậc 3 của Y. Nếu Y nhỏ hơn bằng không, nhỏ hơn hẳn không. Góc đi B của 1 cộng Y. Nếu Y lớn bằng không. Xong chưa? Chú. Xong chưa chú? Rồi, vậy chúng ta đã tìm ra được hàm số ngược ha. Và trong cái lần trước mình có ra cái đề liên quan hàm phân nhánh ha, nhưng rất tiếc cái đề đó sai, là bởi vì cái hàm số của mình nó không phải là một song ánh, có thể dễ dàng nhận ra nó không là đơn ánh, và thậm chí mình có thể thấy rằng là giá trị của hàm số nè luôn lớn hơn bằng một chứ mọi ý thuộc R. Điều này có nghĩa là cái hàm này là không là toàn ánh, vậy là tất nhiên là F là không là song ánh, cái đó cái đề này sai ha. Ngoài ra chúng ta có thể làm thêm một cái bài tương tự nè. Bài này 1.1.20